Minh Vy xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình Tin Sáng kỳ này, xin mời quý vị dành ít phút chúng ta sẽ cùng lắng nghe những nhận định và diễn biến về thị trường đến từ anh Ngô Phụng Hiệp, là giám đốc khối nguồn vốn và đầu tư công ty chứng khoán ACB. Thưa anh, thị trường tiếp tục tăng tốc trong phiên giao dịch đầu tuần và xu thế tăng của thị trường đã thực sự trở lại hay là nhà đầu tư vẫn cần duy trì những trạng thái thận trọng thưa anh? Dạ vâng, với diễn biến khá là tích cực của thị trường vào phiên đầu tuần, cộng thêm với lại là diễn biến của thị trường những ngày cuối tuần rồi đó, thì có vẻ như là cái tâm lý của thị trường là đã trở nên khá là lạc quan. Ngoài ra thì ở trên các cái tin tức tình hình ở trên thế giới đó, thì những cái thông tin tiêu cực như là căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên đó, thì cũng có phần là đã dịu đi. Và vì lý do đó thì có vẻ như là xu thế của thị trường trong ngắn hạn á, thì tôi cho là hiện tại là khá là vững. Thế tuy nhiên á, là với cái vùng giá hiện tại đó thì cũng rất là gần đỉnh cũ vừa mới lập được trong thời gian gần đây, cho nên VN-Index có thể là nếu mà tăng nữa đó thì có thể là sẽ gặp một số các cái lực cản mạnh ở ở vùng đỉnh cũ, và nếu như có thể test lại và vượt qua được đỉnh cũ đó thì mới khẳng định một cái xu thế tăng mạnh mẽ. Vâng, thưa anh, nếu như mà chúng ta khảo sát, làm một cuộc khảo sát ngắn đối với nhóm ngành bất động sản thì chúng tôi nhận thấy rằng nhóm cổ phiếu này đang có diễn biến khá là sôi động so với mặt bằng chung ở một số mã như là FLC hoặc là FIT, và bên cạnh đó còn có hai nữa. Trong thời gian gần đây thì không biết là anh nhận xét như thế nào về những cái mã cổ phiếu này ạ? Dạ vâng, thì các cái cổ phiếu bất động sản hay là các cái cổ phiếu thuộc ngành tài chính nói chung á, thì khi mà thị trường khởi sắc á, thì thường thường là các cái cổ phiếu này sẽ là những cái cổ phiếu dẫn đầu. Cho nên là với cái giao dịch của VN-Index ngày hôm qua cũng như là những ngày tuần cuối tuần trước đó, thì thấy có vẻ như là thị trường đã trở nên hưng phấn trở lại, và vì vậy là các cái cổ phiếu bất động sản thì đã tăng mạnh và có cái xu thế là dẫn dắt. Đặc biệt là trong tuần rồi chúng ta thấy là cái giao dịch của cổ phiếu FLC đó thì có cái thanh khoản đột biến rất là cao. Thì và cái diễn biến tích cực của cổ phiếu này trong vài ngày vừa rồi đó cũng là một cái yếu tố tích cực dẫn đến là cái sự kéo theo cái sự tăng điểm của các cổ phiếu bất động sản khác. Vâng, còn đối với nhóm ngành bảo hiểm thì tôi nghĩ rằng có lẽ là mã BVH của tập đoàn Bảo Việt thu hút sự chú ý của mọi người nhất. Và chúng tôi cho rằng sự tăng tốc này khá hấp dẫn so với mặt bằng giá hiện nay của cổ phiếu này cũng như là nhóm ngành bảo hiểm nói chung. Với góc nhìn của anh thì anh đánh giá như thế nào về BVH cũng như là cả nhóm ngành bảo hiểm ạ? Công ty bảo hiểm Bảo Việt á, thì có cái kết quả lợi nhuận của quý 2 khá là tốt. Có thể nói là cao đột biến so với lại quý 1 cũng như là so với lại cùng kỳ năm ngoái, và dẫn đến là cái lợi nhuận của 6 tháng đầu năm cũng ở mức cao. Thế tuy nhiên thì quan điểm cá nhân của tôi là các cái cổ phiếu bảo hiểm và trong đó là có Bảo Việt thì cái mức định giá hiện tại cũng tương đối là cao. Cái trường hợp cụ thể là Bảo Việt là chỉ số PE, mặc dù là với cái lợi nhuận cao trong quý 2 như vậy nhưng mà chỉ số PE cũng vẫn còn trên 20 lần, và chỉ số PB tức là giá chia cho vốn chủ sở hữu cũng là trên khoảng ở tầm 3 lần, thì không phải là rẻ. Cho nên với cái mức định giá hiện tại thì tôi nghĩ là cái tiềm năng tăng giá nó sẽ cũng không có phải là quá lớn. Các cổ phiếu này nếu mà Bảo Việt trong hai quý còn lại của năm á, mà tiếp tục có cái sự tăng trưởng lợi nhuận tốt như trong quý 2 đó, thì tôi nghĩ có thể là nó sẽ cải thiện cái bức tranh về định giá cổ phiếu này. Còn với cái lợi nhuận hiện tại đó thì tôi nghĩ là mặt bằng giá này cũng khá là hợp lý. Vâng, rất cảm ơn anh. Và trước khi khép lại cuộc trò chuyện như anh này á, thì anh kỳ vọng cũng như là anh nhận định, anh kỳ vọng vào cái nhóm ngành cổ phiếu nào trong bối cảnh hiện nay của thị trường thưa anh? Hiện tại thì chúng tôi thấy là có một số cổ phiếu blue chip, ví dụ như là Hòa Phát chẳng hạn, hoặc là FPT, hoặc là Cotecom,
hoặc là ACB chẳng hạn. Vâng. Thì những cái cổ phiếu blue chip đó tôi nghĩ là mức định giá cũng còn khá hợp lý. Cho nên nếu mà, và đặc biệt là cái lợi nhuận, nhiều khả năng là lợi nhuận hai quý còn lại của năm đó sẽ khá là tốt. Cho nên nếu mà các cái cổ phiếu blue chip như vậy đó, mà nếu trong những cái phiên điều chỉnh đó, thì nhà đầu tư có thể cân nhắc mua tích lũy cho mục đích đầu tư trung và dài hạn. Rất cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, còn bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị, chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình Tinh Sáng. Trước khi khép lại chương trình Tinh Sáng, Minh Vy xin mời quý vị dành ít phút chúng ta sẽ cùng điểm lại một lần nữa những nội dung đáng chú ý trên chương trình kỳ này. Phố hàng rong đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức khai trương tại đường Nguyễn Văn Chim, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ với 20 gian hàng và tổ chức 2 đợt bán hàng vào mỗi buổi sáng và buổi trưa. Nếu thành công, mô hình này sẽ được nhân rộng ra các quận huyện. Nhân dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 tới, Vietnam Airlines tuyên bố sẽ tăng chuyến các chặng bay đông khách. Đồng thời, hãng này cũng tung 7.200 vé khuyến mãi, giảm 15% mua trong đợt lễ và khởi hành trong cuối năm. Tuyến cáp quang quốc tế quan trọng là IA và AAG vừa gặp sự cố đứt cáp cuối tuần qua. Nguyên nhân tạm xác định là do bão. Các nhà mạng cho biết đã có phương án dịch chuyển lưu lượng qua các tuyến khác nên đường truyền quốc tế không bị ảnh hưởng nhiều. Bão Harvey Mỹ vừa quét qua bang Texas vào cuối tuần qua. Đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng 50 năm qua tại bang này. Ước tính sơ bộ thiệt hại lên đến 24 tỷ đô la Mỹ. Vâng, thưa quý vị, thông tin vừa rồi là thông tin cuối cùng xin được khép lại chương trình Tinh Sáng ngày 29 tháng 8 năm 2017. Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.